Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2015 đến nay, gần như không có vi phạm trên đất nông nghiệp các vụ việc về tranh chấp đất đai. Đây là kết quả từ việc làm tốt công tác quản lý đất đai ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang. Ông Đỗ Hữu Mạnh có hơn 20 năm làm công tác quản lý đất đai ở địa phương, nên từ các ngõ hẻm, bờ ao và từng thửa ruộng trên địa bàn xã, ông đều nắm rõ. Hàng ngày đi làm, ông đều tranh thủ vòng qua các thôn, vừa để nắm bắt thông tin, vừa quan sát sự biến động đất đai. Mặt khác, với công việc chuyên môn, ông luôn giải quyết ngay trong ngày hoặc trong tuần. Theo ông Mạnh, giải quyết sớm sẽ không gây bức xúc cho dân. Hơn nữa, nhờ làm tốt công tác quản lý từ nhiều năm trước, nên diện tích đất hiện trạng gần như không có mấy biến động với hồ sơ làm mới. Quan trọng hơn, khi đã chốt số liệu thì các hộ dân sẽ không còn cơ hội lấn chiếm. Ngoài những cái nhiệm vụ chuyên môn mình được giao, đảm bảo tốt được cái nhiệm vụ rồi, thì chúng tôi cũng thường xuyên là phối hợp cùng với cán bộ thôn là đi kiểm tra để phát hiện kịp thời các cái vấn đề mà sai phạm liên quan đến đất đai. Ví dụ như là đối với các trường hợp mà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đối với các trường hợp mà xây lấn chiếm đối với đất công. Hiện toàn bộ đất canh tác của xã Phụng Công đều được chuyển đổi sang trồng hoa cây cảnh. Tuy nhiên, cơ bản các hộ dân đều nghiêm túc chấp hành các quy định về đất đai, mặc dù giá trị mỗi cây cảnh lên tới hàng triệu đồng, nên nhu cầu ở tại vườn để trông coi là có. Công tác tuyên truyền địa phương thường xuyên liên tục để cho nhân dân cũng nắm được và hiểu được luật đất đai, thường xuyên kiểm tra, đặc biệt là các liên quan đến đất 03 và những đất ở những lấn chiếm vùng ao. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm thì Đảng ủy ban đã ra có biện pháp là xử lý ngay cái triệt để. Anh em chúng tôi cũng chỉ dám là xây những cái lều đây là vừa là trú mưa trú nắng, hai nữa là chỗ là anh em uống nước để tiếp khách, ba nữa là để đựng những cái dụng cụ, những cái cuốc xẻng, cái máy móc phay đất, chứ chúng tôi cũng không dám là xây những cái nhà to và để ra định cư hay là tạm trú ở ngoài này. Phụng Công là một trong số ít địa phương đến nay còn giữ được hệ thống ao hồ chạy dọc trục đường xã với diện tích hàng chục hecta, không có diện tích đất dôi dư do lấn chiếm và không phải xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp. Đây là kết quả của công tác quản lý tốt từ nhiều năm trước đây.